Cũng biết rằng việc thanh toán không tiền mặt sẽ có những điểm lợi cũng như là những điểm hại. Tuy nhiên, để giảm thiểu những rủi ro không đáng có thì chúng ta phải thường xuyên cập nhật những thông tin chính thống từ các cổng thông tin uy tín. Và Thiên Ân biết rằng hàng ngày chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng những phương thức thanh toán như ví điện tử nhưng vẫn luôn lo lắng bởi vì nhiều tính năng và hệ thống phức tạp và khó xử lý vấn đề kịp thời. Chính vì vậy mà giải pháp đầu tiên trong buổi giao lưu sẽ nói về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Vậy thì Thùy Linh ơi, không biết là bạn có thể chia sẻ về cho quý vị khán giả những vấn đề yêu cầu bảo mật từng gặp khi giao dịch không tiền mặt được không ạ? Thực ra thì Linh nghĩ là
ở Sài Gòn cũng như là các thành phố rất là lớn của Việt Nam thì chúng ta đã rất là quen thuộc với cái việc sử dụng thẻ hay là những cái thanh toán mà không dùng tiền mặt. Ví dụ như Linh hoặc là như Ân, Linh nghĩ là chúng ta đều có những cái giây phút mà mình thực sự không nhìn thấy tiền ở trong ví của mình mà chỉ có thẻ và điện thoại mà thôi. Và khi mà sử dụng những cái phương thức thanh toán không tiền mặt như vậy thì đương nhiên là cái yếu tố bảo mật là một yếu tố mà Linh nghĩ là tất cả mọi người đều nên đặt lên hàng đầu. Tại vì nó không giống như là cái số tiền mình cầm được, mình sờ được bằng tay, mà nó sẽ được lưu trữ trong hệ thống, lưu trữ trong tài khoản của chúng ta. Chính vì vậy là để bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ tài sản của mình khỏi những cái rủi ro từ việc an ninh mạng hay là những cái rủi ro khác, thì chúng ta đều cần phải rất là cố gắng để có thể có những cái bảo mật tốt cho cái tài khoản của mình. Thì cái việc bảo mật cho những cái phương thức thanh toán không tiền mặt này thì Linh nghĩ là nó cũng được các ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ đã làm rất là tốt, rất là nỗ lực và rất là cố gắng để có thể phục vụ những quý vị khách hàng thông qua những cái phương thức bảo mật bằng công nghệ của họ. Và bên cạnh đấy thì Linh nghĩ là một phần trách nhiệm cũng thuộc về phía chúng ta nữa. Thực ra thì Linh cảm thấy khá là may mắn khi mà mẹ của mình là một người làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. Chính vì vậy là mẹ cũng hay dặn bản thân mình là mặc dù là con có những cái app điện thoại, những cái ứng dụng rất là thông minh để có thể quản lý chi tiêu của mình, nhưng mà vẫn nên, mình chi tiêu cái gì kể cả bằng thẻ hay là bằng tiền mặt thì vẫn nên nốt lại vào một cái quyển sổ của mình và quản lý nó bằng quyển sổ của mình. Bởi vì lỡ đâu là một ngày nào đấy, ví dụ như là có rủi ro xảy ra với cái tài khoản của mình, thì mình vẫn còn những cái ghi chép đó để mình có thể check lại được. Cảm ơn phần chia sẻ của Linh. Và để tăng cái sự thân thiết cho buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chắc là Thiên Ngân xin mời Lương Thị Linh cũng như Thiên Ngân sẽ ngồi xuống để chúng ta có thể bàn luận với nhau về những vấn đề này nha. Linh ơi, chắc là Thiên Ngân với Linh cũng hơi xa nhau quá ha. Chắc mình xích lại gần đi ha. Ok. Vâng ạ, và cảm ơn phần chia sẻ của Linh một lần nữa. Mặc dù là đã đạt được nhiều thành công nhất định góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng không tiền mặt, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Và theo như Thiên Ngân có quan sát trong cuộc sống hàng ngày từ những người thân của mình, thì họ luôn lo lắng và sợ hãi khi mà sử dụng những cái phương tiện như là thanh toán điện tử. Bởi vì có lẽ là do cái tâm lý mình xài tiền mặt từ xưa và e ngại tiếp cận công nghệ, e ngại về việc sử dụng cái phương thức thanh toán trực tuyến. Và đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, họ sẽ khó tiếp cận đến các hình thức thanh toán không tiền mặt. Vậy thì Ân được biết là Thùy Linh sinh ra tại Cao Bằng, nơi mà rất nhiều dân tộc quần cư sinh sống. Vậy ở hiện tại, Linh thấy tại các vùng là họ đã có sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến hay chưa? Và nếu chưa thì lý do là gì ạ? Thực ra là Linh thì cũng may mắn khi mà mình được sinh ra ở vùng thành phố của Cao Bằng. Chính vì vậy là từ những cái năm cấp 3 mà Linh cảm thấy là Linh cũng rất là vui khi mà trường cấp 3 của mình đã sử dụng những cái phương thức thanh toán không tiền mặt từ rất là sớm. Tại vì trường chuyên thì sẽ có học bổng, chính vì vậy là các thầy cô sẽ từ hồi Linh học lớp 10, bắt đầu vào lớp 10 là các thầy cô đã trợ giúp tất cả các học sinh trong trường tạo lập nên thẻ tài khoản ngân hàng và hướng dẫn mọi người sử dụng cái đó, và tiền học bổng hay là chi phí các thứ đều thanh toán qua cái phương thức không tiền mặt như vậy. Chính vì vậy là Linh cũng rất là may mắn khi mà mình được tiếp xúc với cái xu thế đi sau đó rất là sớm. Còn đối với Linh, Linh thấy là với những bạn hay là những cư dân của những cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa hơn thì thực sự là các bạn rất là thiệt thòi. Tại vì thực ra nói là đến cái điện thoại họ cũng rất là khó để có. Đôi khi là các trẻ em ở vùng cao, các bạn đấy còn chưa bao giờ được biết phim hoạt hình là phim gì, là như thế nào. Tất cả những gì các bạn ấy biết chỉ là thiên nhiên, đồng cỏ, đồi núi, trâu, bò. Và cuộc sống hàng ngày của các bạn chỉ xoay quanh việc là các bạn sẽ lên nương, lên dãy và hoạt động những cái hoạt động ở đó. Chứ thực ra là cái việc sử dụng những cái phương thức thanh toán không tiền mặt thì thực sự là chưa phổ biến. Nhưng mà Linh tin là với những cái nỗ lực của chính phủ cũng như là từ phía các doanh nghiệp, các ngân hàng thì dần dần chúng ta sẽ bắt kịp với xu thế. Chúng ta sẽ tạo nên một cái xã hội mà chúng ta rất là tân tiến. Chúng ta có thể
sử dụng một cách thông minh những cái phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Vâng ạ. Và Thiên Ngân cũng thấy là ngày nay thì phương thức thanh toán không tiền mặt cũng như là thanh toán trực tuyến đã có thể tiếp cận được nhiều người dân hơn và tiếp cận nhiều nơi trên các tỉnh thành hơn. Tuy nhiên là ở những nơi như vùng sâu, vùng xa hoặc là những nơi mà họ khó có điều kiện để có thể tiếp cận thì vẫn gặp một số vấn đề cũng như là một số trục trặc. Thì trong trường hợp người dân ở các vùng bản địa họ chưa tiếp cận được nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt thì Linh sẽ làm gì để có thể phổ cập thông tin cho họ và cải thiện được tiện ích trong nhu cầu đời sống? Đối với Linh thì Linh nghĩ là cái việc mình là một người nổi tiếng, mình là một hoa hậu, nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho mình để có thể truyền cảm hứng cho mọi người về cuộc sống của mình và những điều ý nghĩa, những cái giá trị nhân văn. Và Linh cũng rất là mong muốn có thể dùng cái sức ảnh hưởng, có thể dùng tiếng nói của mình để có thể tạo ra một cái thay đổi nào đó. Và Linh nghĩ là chính cái buổi gặp mặt ngày hôm nay, khi mà Linh được ngồi với Ân và cũng có một buổi trò chuyện giao lưu với tất cả các quý vị khán giả ở bên dưới, thì Linh cũng nghĩ là đây là một cái hành động mà không chỉ Linh mà Ân và tất cả các quý vị đang có mặt tại đây cũng như là báo Tuổi Trẻ và tất cả các doanh nghiệp, các ngân hàng đều, chúng ta đều đang nỗ lực và cố gắng cho một cộng đồng có thể sử dụng rất là nhiều phương thức thanh toán an toàn, thông minh và bảo mật, không dùng tiền mặt. Đúng vậy, và không chỉ riêng Ân và Linh thì tất cả mọi người ở đây đều có thể có tiếng nói để có thể lan tỏa hơn, giúp cho xã hội của chúng ta ngày một văn minh hơn và tiếp cận được với công nghệ hiện đại, có thể giúp cho mọi người có thể thanh toán một cách nhanh chóng về phương thức thanh toán không tiền mặt cũng như là các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Vậy thì sau khi nghe Thùy Linh chia sẻ thì chúng ta cũng đã có được một thông tin rất rất là thời sự và thực tế đến từ vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận được những thông tin thanh toán điện tử. Và quay trở lại với chủ đề, chúng ta cùng đi qua về tính bảo mật, âu lo khi sử dụng các ứng dụng thanh toán như ví điện tử. Vậy thì trong quá trình giao dịch bằng hình thức trực tuyến, bạn có gặp chi phí phát sinh nào không? Thực ra đối với bản thân Linh thì cũng thường thì sẽ hay thích sử dụng những cái phương thức thanh toán như là credit card hoặc là debit card nhiều hơn. Phần lớn thì mình sẽ dùng debit card tại vì credit card thì nó kiểu giống như là sử dụng tiền mà mình đang không thực sự có ấy, nên là mình không muốn sử dụng quá nhiều, không muốn chi tiêu quá hạn, vung tay quá chán. Chính vì vậy là mình hay sử dụng thẻ debit hơn, tức là cái thẻ thanh toán quốc tế, nhưng mà nó sẽ sử dụng chính cái số tiền mà mình nạp vào. Thì câu hỏi là gì ta? Câu hỏi là trong quá trình giao dịch bằng hình thức trực tuyến thì Linh có gặp chi phí phát sinh nào không? Theo Linh thấy thì hiện tại các ngân hàng tại Việt Nam, kể cả khi mà các bạn giao dịch liên ngân hàng thì cũng đều không bị trừ một chút chi phí nào cả. Linh chia sẻ thì chúng ta cũng đã có được một thông tin rất rất là thời sự và thực tế đến từ vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận được những thông tin thanh toán điện tử. Và quay trở lại với chủ đề, chúng ta cùng đi qua về tính bảo mật, âu lo khi sử dụng các ứng dụng thanh toán như ví điện tử. Vậy thì trong quá trình giao dịch bằng hình thức trực tuyến, bạn có gặp chi phí phát sinh nào không? Thực ra đối với bản thân Linh thì cũng thường thì sẽ hay thích sử dụng những cái phương thức thanh toán như là credit card hoặc là debit card nhiều hơn. Phần lớn thì mình sẽ dùng debit card tại vì credit card thì nó kiểu giống như là sử dụng tiền mà mình đang không thực sự có ấy, nên là mình không muốn sử dụng quá nhiều, không muốn chi tiêu quá hạn, vung tay quá chán. Chính vì vậy là mình hay sử dụng thẻ debit hơn, tức là cái thẻ thanh toán quốc tế, nhưng mà nó sẽ sử dụng chính cái số tiền mà mình nạp vào. Thì câu hỏi là gì ta? Câu hỏi là trong quá trình giao dịch bằng hình thức trực tuyến thì Linh có gặp chi phí phát sinh nào không? Theo Linh thấy thì hiện tại các ngân hàng tại Việt Nam, kể cả khi mà các bạn giao dịch liên ngân hàng thì cũng đều không bị trừ một chút chi phí nào cả. Còn đối với những người mà sử dụng thẻ thanh toán quốc tế như Linh, ví dụ như là để mua hàng online từ các website quốc tế hay là đi ra nước ngoài mà chúng ta có thanh toán ở nước ngoài quẹt thẻ, thì chúng ta sẽ bị trừ một cái khoản chi phí, nhưng mà Linh cũng nhớ là chi phí này nó cũng không có nhiều lắm, hình như là 1% hay là gì đó, và cái chi phí để chuyển đổi tiền. Thì Linh nghĩ là đó cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để có thể thúc đẩy tất cả mọi người cùng sử dụng những cái phương thức thanh toán như vậy. Cũng trong quá trình mà mình sử dụng thẻ thì ngoài cái phí mà mình cần phải thu định kỳ hàng năm thì Ân cũng chưa có gặp cái trường hợp nào mà gọi là phát sinh một cái chi phí nào hết. Và xin cảm ơn câu trả lời của Linh.
Và trải qua 3 vấn đề thì riêng Thiên Ngân nghĩ rằng trong lúc chúng ta sử dụng các hình thức thanh toán như là Internet Banking, nè, ví điện tử, chắc chắn thì cũng sẽ gặp những vấn đề rủi ro không đáng có. Đương cử như Ân thì có một lần là Ân xài Internet Banking nhưng mà Ân nhập mật khẩu sai. Rồi cuối cùng là kết quả là mình phải, đúng rồi, bị khóa. Xong rồi mình phải đi ra ngoài ngân hàng để mà mình nhờ các anh chị để mà có thể mở lại cái tài khoản cho mình. Vậy thì không biết là Thùy Linh có những bí kíp hoặc lưu ý nào có thể chia sẻ đến mọi người để giúp hạn chế những cái rủi ro đó hay không? Thực ra qua câu chuyện của Ân thì Linh cảm thấy rất là vui khi mà mình, tức là khi được nhìn thấy các ngân hàng rất là cố gắng để thứ nhất là có một cái bảo mật tốt hơn cho các tài khoản, cho các người dùng của mình, các khách hàng của mình. Và bên cạnh đấy thì cũng thấy là các anh chị ở các ngân hàng đều rất là tận tâm và rất là cố gắng để giúp đỡ mình khi mà mình gặp vấn đề và trục trặc gì. Đối với Linh thì Linh thực ra cũng đôi khi, đôi lần bị như Ân là mình quên mất mật khẩu, xong rồi là sau đấy mình bị khóa luôn cái app và lại phải đi ra ngân hàng để nhờ các anh chị mở lại. Nhưng mà Linh nghĩ đấy cũng là một điều vô cùng cần thiết, vì thực ra là khi mà mọi người dùng những cái phương thức thanh toán không bằng tiền mặt thì cái bảo mật chắc chắn là phải là một cái yếu tố hàng đầu. Và chính vì vậy là đương nhiên là mọi thứ nó cũng phải khó khăn hơn một chút so với cái việc mà mình sử dụng tiền mặt. Đúng rồi, và như Thiên Ngân có biết á, là cái lúc mà mình nhập là chỉ có 5 lần thôi. Nếu mà quá 5 lần là sẽ khóa. Và ngoài ra là định kỳ, lâu lâu ông không nhớ là bao nhiêu tháng, thì mình sẽ buộc phải đổi mật khẩu một lần để gia tăng cái tính bảo mật cho cái tài khoản của mình. Và đó cũng là một trong những cách làm rất rất là tốt mà các ngân hàng ngày hôm nay đã phát triển để mà có thể bảo mật được thông tin cũng như là tài khoản cho người dùng. Và cảm ơn Thùy Linh cũng đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi cùng với quý vị và khán giả. Và ngày hôm nay thì không biết là trong một cái buổi tối này thì chúng ta đã có những cái thông tin bổ ích sau khi mà Thiên Ngân cũng như Thùy Linh đã chia sẻ rồi. Thì không biết mọi người hồi nãy là có dạo chơi ở các cái booth ở phía dưới chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ở đây ai có ai chưa ạ? Vậy chắc thì một lát nữa mình cùng đi xuống dưới để mình có thể tham quan ở phía dưới nha. Tại vì Ân thấy ở dưới rất rất là nhộn nhịp ạ. Và Thiên Ngân cũng rất là nóng lòng nữa, mình có thể đi xuống dưới, mình có thể trải nghiệm được những dịch vụ cũng như là những tiện ích ở phía dưới. Và xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã lắng nghe phần chia sẻ của Thiên Ngân và Lương Thùy Linh. Và hẹn gặp mọi người trong một cái chương trình khác vui, vui tươi cũng như là nhộn nhịp như ngày hôm nay nha.